Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thành lập vào ngày 15 tháng 6 năm 1990 với tên gọi đầu tiên là Viện Đào tạo Mở rộng. Trải qua 32 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khẳng định vị trí của một trường đại học công lập đa ngành với nhiều bậc hệ đào tạo, thu hút hàng ngàn người học theo học mỗi năm. Với sứ mạng thực hiện giáo dục mở, tạo bình đẳng cho mọi người trong tiếp cận giáo dục đại học, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao trí thức và năng lực nghề nghiệp cho người học bằng các phương thức linh hoạt, thuận tiện và hiệu quả. Tầm nhìn đến năm 2030, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành đại học thực hiện giáo dục mở, định hướng ứng dụng với chất lượng cao. Chiến lược phát triển trường đã được cụ thể hóa qua các nhiệm vụ và đạt được nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội cũng như cộng đồng học tập trong nước và quốc tế. Hiện trường thu hút gần 31.000 người học ở các bậc với 30.000 sinh viên bậc cử nhân, 970 học viên thạc sĩ, 59 nghiên cứu sinh với 13 khoa và 27 ngành đào tạo bậc đại học. Trong đó, có 11 ngành đã được thực hiện đào tạo chất lượng cao, 12 chuyên ngành thạc sĩ và 5 chuyên ngành tiến sĩ ở cả 3 lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và xã hội nhân văn. Trường hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch về chỉ tiêu, ngành tuyển và được cụ thể hóa bằng đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 với tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 là 5.030. Cụ thể, 4.810 đại học chính quy, trong đó 1.110 chỉ tiêu chất lượng cao, 110 đại học bằng thứ hai và 110 liên thông cao đẳng lên đại học. Năm 2022, trường tuyển sinh thêm 2 ngành mới là quản lý công và kinh tế chất lượng cao. Công tác tổ chức và quản lý đào tạo bắt nhịp xu thế, nâng cao toàn diện. Luôn chủ động và linh hoạt bắt nhịp với các xu hướng giáo dục, trường chú trọng nâng cao và đổi mới toàn diện từ công tác tổ chức và nâng cao chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, tài liệu giáo trình, phương pháp đánh giá người học, chú trọng đến kỹ năng thực hành, nhiều hoạt động ngoại khóa, tăng cường kỹ năng và thái độ cho sinh viên trong quá trình đào tạo. Trường đã đạt được kiểm định cơ sở giáo dục đào tạo vào năm 2017. Đến nay, trường có 5 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của FIBA, 3 chương trình đào tạo trình độ đại học đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của FIBA, 4 chương trình đào tạo trình độ đại học đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4 chương trình đào tạo trình độ đại học đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của AUNQA. Đến nay, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tăng 24 bậc, xếp hạng thứ 325 so với vị trí 349 năm 2021 trong tổng số 1.485 các trường đại học của châu Á và xếp hạng thứ 14 trong số 24 trường đại học của Việt Nam do tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học uy tín Tây Ban Nha Skimago công bố. Là đại diện duy nhất của Việt Nam được đề cử top 8 về hạng mục chiến lược dạy và học của năm Giải thưởng Giáo dục châu Á D-Award Asia 2020. Trường đã liên tục nhận nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân các tỉnh về các công tác phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực giáo dục và đồng tham gia tổ chức các hội thảo, tham gia góp ý các chính sách có ảnh hưởng đến xã hội, đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của đời sống kinh tế xã hội, thiết lập cầu nối giữa các nhà hoạch định chính sách với giới học thuật và doanh nghiệp. Với các giá trị cốt lõi, mở rộng tri thức và năng lực nghề nghiệp gắn kết thực tiễn, phục vụ cộng đồng, chuyên nghiệp, sáng tạo và hiệu quả. Nhà trường thúc đẩy việc giảng dạy và nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu thực tiễn nhằm nâng cao tri thức và năng lực nghề nghiệp cho người học. Trường kết nối rộng rãi với các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương bằng các phương thức linh hoạt, thuận tiện giúp người học thành công sau khi tốt nghiệp. Trong năm học vừa qua, trường đã ký thỏa thuận hợp tác với địa phương, sở ban ngành, hiệp hội như Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam và Liên minh Chuyển đổi số và 3 cơ sở giáo dục trong nước, Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm Đà Nẵng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam về hợp tác trong hoạt động kiểm định, đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, trường đã và đang xây dựng cộng đồng cựu sinh viên và hệ thống tuyển dụng trực tuyến chuyên nghiệp kết nối hàng ngàn doanh nghiệp trên khắp mọi miền với mạng lưới kết nối, phục vụ cộng đồng hiệu quả. Ngày hội việc làm hàng năm được tổ chức với hơn 1.000 vị trí tuyển dụng được tư vấn và thông tin đến với các ứng viên của các doanh nghiệp tuyển trực tiếp và các doanh nghiệp tuyển trực tuyến. Hơn 10 năm tổ chức ngày hội việc làm đã tạo cầu nối nhà trường, người học, nhà tuyển dụng thông qua cộng đồng cựu sinh viên, mang đến thông tin hai chiều hỗ trợ doanh nghiệp, người học và hỗ trợ nhà trường.
trong cải tiến quá trình đào tạo sát với thực tế và đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động. Không chỉ vậy, trường còn mở rộng hợp tác và liên kết đào tạo với các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu uy tín quốc tế để trang bị kiến thức chuyên môn, kết hợp hoàn thiện các kỹ năng cũng như nâng cao khả năng ngoại ngữ cho sinh viên. Bên cạnh đó là kết nối thực tập, giao lưu, nâng cao tri thức, tự tin hội nhập thế giới. Nhiều dự án hợp tác đào tạo như chương trình Việt-Mỹ từ năm 1995 đến nay, chương trình liên kết với Đại học UNQ Úc, chương trình liên kết với Đại học ECU Úc, chương trình liên kết với Đại học Brisinian và liên kết với Đại học Kinh tế Luật Berlin Đức, chương trình liên kết với Đại học Flinders và liên kết với Đại học Bonn Úc, chương trình liên kết với Đại học Rouen Pháp. Trường tiếp tục duy trì vai trò thành viên của các tổ chức quốc tế như AAOU, ICDE, CIMEL-CIMOLEC, CIMEL-CEF, QM, AUNQA. Đội ngũ giảng viên có kiến thức chuyên môn vững vàng, tận tâm, tốt nghiệp tại các trường đại học danh tiếng ở Anh, Úc, Mỹ, Đức, Pháp, có kỹ năng sư phạm cũng như kinh nghiệm thực tế. Ngoài ra, trường còn hợp tác trao đổi giảng viên và sinh viên với nhiều trường trên thế giới. Từ năm 2016, trường bắt đầu tham gia các dự án Erasmus Plus đã triển khai thành công dự án phát triển và nghiên cứu toàn cầu, thúc đẩy mạng lưới kiến thức và phương pháp nghiên cứu xuyên ngành để ứng phó với những thách thức toàn cầu (KNOT) và tiếp tục được tài trợ các dự án là Recall Asia Virtus, ECRI, KA1, trao đổi giảng viên, chuyên viên với UNI. Đã có một lượt giảng viên và một lượt chuyên viên được trao đổi. Trong năm học, trường đã ký kết 16 thỏa thuận hợp tác quốc tế về trao đổi sinh viên, giảng viên, nhân viên, nghiên cứu khoa học, tiếp nhận thực tập, thành lập trung tâm văn hóa, các hoạt động đào tạo trong lĩnh vực tài chính, kế toán và tổ chức 3 hội thảo quốc tế so với 2 hội thảo quốc tế năm học trước, bao gồm Hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến về kinh doanh lần thứ tư ICB 2021, Hội thảo nghiên cứu về kinh doanh, kinh tế và tài nguyên FIBER 2021, Hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến Open Tension lần thứ 10. Bên cạnh đó, tổ chức 3 đoàn công tác nước ngoài đến các Đức, Áo, Ý, Hungary, Anh, Bulgari nhằm mục đích tham gia tập huấn dự án, tham gia chương trình trao đổi giảng viên, nhân viên, tham gia đoàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhắc đến trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh, không thể không ấn tượng với phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên. Trong năm học vừa qua, có 433 công trình khoa học của giảng viên được công bố, trong đó số lượng công bố quốc tế là 249. Cụ thể, số bài báo thuộc danh mục WLS là 149 bài, số bài báo thuộc danh mục Scopus là 44 bài, số bài đăng trên kỷ yếu hội thảo WLS Scopus là 23 bài, triển khai 8 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, 9 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, nghiệm thu 2 đề tài NIPOSTIC và 1 đề tài thuộc chương trình khoa học công nghệ quốc gia và khoa học giáo dục. Nghiên cứu khoa học của sinh viên đã có 267 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đăng ký, 156 đề tài được duyệt thực hiện tại cuộc thi cấp trường và đã hoàn thành với 102 giải thưởng. Cũng trong năm qua, nhà trường đã tổ chức 24 hội thảo, báo cáo chuyên đề nhằm phục vụ cho công tác nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu cho sinh viên. Bên cạnh đó, triển khai thành công tạp chí online và hệ thống quản lý tạp chí khoa học online. Tạp chí khoa học Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng phát triển, đến nay có 6 tạp chí chuyên ngành được xuất bản theo tháng bằng 2 ngôn ngữ riêng biệt, tiếng Việt và tiếng Anh. Tất cả 6 tạp chí chuyên ngành này đều có mặt và có vị trí cao trong bảng công bố xếp hạng 84 tạp chí khoa học Việt Nam theo chỉ số ảnh hưởng Impact Factor IF và chỉ số S-Index theo thông lệ quốc tế. Trong hơn 400 tạp chí của danh mục được tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, đến tháng 8 năm 2021, 6 tạp chí này cũng đã được chấp nhận tham gia hệ thống thư mục tạp chí truy cập mở quốc tế DOAJ. 2 tạp chí trong số này đã được chấp nhận tham gia hệ thống trích dẫn ACI. Vào cuối tháng 10 năm 2021, tạp chí khoa học Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh đã ngày càng nâng cao chất lượng và từng bước đạt các chuẩn mực quốc tế. Nhắc đến trường Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ cũng cần nhắc đến những giá trị gắn kết cộng đồng và hoạt động thiện nguyện cho sinh viên mà trường đã thực hiện và thúc đẩy mạnh mẽ trong những năm gần đây. Ngay từ những năm đầu thành lập, Trường Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh đã xác định phục vụ cộng đồng ở giáo dục đại học là một trong 4 giá trị cốt lõi của nhà trường, có ý nghĩa chiến lược quan trọng, đó là xây dựng cho mỗi cá nhân thuộc trường có đủ phẩm chất, năng lực sống và làm việc, có ý thức trách nhiệm với bản thân, môi trường sống và xã hội,
Trong năm học 2021-2022, nhà trường tiếp tục phát huy triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng, phát triển bền vững, tăng tính lan tỏa đến với mọi đối tượng trong cộng đồng và xã hội. Có thể kể đến hoạt động tủ sách di động dành cho cộng đồng, hoạt động radio sách nói, các cuộc thi tranh biện, hoạt động All Year Fan 2022, món quà tri ân, hoạt động đạp xe vì môi trường, hoạt động thu gom rác thải vì một Việt Nam xanh, talk show, gieo ý thức, nhận tương lai, thực hiện công trình thâm niên, thực hiện các hoạt động tình nguyện tại các mái ấm, nhà mở trong thành phố, thực hiện các hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, trao tặng học bổng cho các em nhỏ vượt khó vươn lên trong học tập, xóa điểm đen môi trường, xây dựng nhà tình bạn, thăm hỏi các chiến sĩ đang thực hiện công tác tại các vùng hải đảo. Triển khai nhiều chương trình, chuyên đề hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, tăng cường thêm các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi về học thuật, sáng tạo, các bản tin việc làm định kỳ, nhà trọ sinh viên online được triển khai. Song song đó là dự báo tình hình nhu cầu nguồn nhân lực mỗi quý và xây dựng được các chương trình tham quan ảo tại doanh nghiệp. Hàng năm, trường thêm nhiều chương trình học bổng mới kịp thời hỗ trợ cho các sinh viên. Với mục đích hỗ trợ sinh viên trên con đường theo đuổi ước mơ của mình, mỗi năm học, hơn 4.000 suất với tổng giá trị lên đến hơn 20 tỷ đồng được nhà trường trao tặng dành cho sinh viên học giỏi cũng như sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực học tập và rèn luyện. Đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên và hỗ trợ việc giảng dạy của giảng viên, màn hình LED, các phòng máy tính, phòng nghỉ giảng viên, phòng thu studio, thư viện. Hiện nay, trường có các địa điểm học tập với diện tích đáp ứng được nhu cầu đào tạo như cơ sở 97 Võ Văn Tần, khối hành chính hiệu bộ 35-37 Hồ Hảo Hớn, cơ sở Long Bình Tân Đồng Nai với 23 hectare, cơ sở Ninh Hòa Khánh Hòa với 9,7 hectare, cơ sở Bình Dương với 1,2 hectare. Một số dự án công trình đang được triển khai, cụ thể, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Công nghệ Cao, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đầu tư xây dựng khối giảng đường 2C, cơ sở 2. Công trình mở rộng và nâng cấp thư viện, cơ sở Võ Văn Tần. Công trình cải tạo nâng cấp phòng thí nghiệm công nghệ gen F7 và F8, cơ sở 3. Công trình nhà tiền chế phục vụ đề án giáo dục, quốc phòng và an ninh tại cơ sở 2. Công trình sân bóng đá mini tại cơ sở 2. Những thành quả hôm nay và ngày mai chúng ta có được là sức mạnh ý chí, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và thống nhất trong mọi hành động của từng cá nhân cho một giá trị to lớn của tập thể, gần 700 viên chức, công chức, 6 giáo sư, 20 phó giáo sư, tiến sĩ, 130 tiến sĩ, 302 thạc sĩ và 34.000 sinh viên trường. Trong niềm tin tưởng vào tương lai tươi sáng, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy các thành quả, duy trì triết lý giáo dục với các giá trị cốt lõi, bám sát sứ mạng và tầm nhìn của trường, đó là thực hiện giáo dục mở, tạo bình đẳng cho mọi người trong tiếp cận giáo dục đại học, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao tri thức và năng lực nghề nghiệp cho người học bằng phương thức linh hoạt, thuận tiện và hiệu quả, phấn đấu trở thành đại học thực hiện giáo dục mở, định hướng ứng dụng với chất lượng cao.